世界曾经只来一切，原来人山人海里有特别，指尖翻动永恒字典，解开让我心跳的悬念，瞬间的特别是偶然的遇见，像呼吸不知不觉，牵着一双手在漫长的世界，抵过任何的语言，quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Tập 10. Bác sĩ Cố, anh gặp phải chuyện gì à? Anh sắp tới chưa? Thuê ban quý khách vừa gọi, tạm thời không ai nhấc máy. Tới ngay đây. Bố, con uống trà xong rồi, hay là con đi trước đây? Không vội. Uống trà trước hết cần phải tĩnh tâm. Nhưng mà con còn có việc gấp, chẳng mấy khi uống trà với bố, vội gì chứ. Bác sĩ Cố, người môi giới yêu cầu cọc 1 tháng, trả trước 3 tháng. Trong thẻ của tôi không có nhiều tiền như vậy, anh có thể tới nhanh hơn không? Còn đấy, không biết cách thưởng thức trà. Trà này phải có dư vị lâu dài, miệng thơm hương trà, đó mới là trà ngon. Có loại trà uống lần đầu thấy cũng được, nhưng mà nếu thưởng thức kỹ hơn thì lại thấy không ngon. Làm phiền anh chờ thêm lúc thôi, có được không ạ? Đợi thêm một lúc thôi, chắc chắn anh đã sắp tới rồi. Cô Lâm à, cô nói với tôi cũng vậy thôi. Quan trọng là bây giờ bên phía chủ nhà cũng đã có người muốn thuê. Bạn trai của cô đã đến muộn thế này rồi. Nhân viên xin lỗi anh, vậy có cách nào để tôi có thể giữ được phòng không? Hay là tôi chuyển tiền đặt cọc cho anh trước được không ạ? Tôi chuyển qua WeChat cho anh trước được không? Con chuyển ra ngoài sống không có nghĩa là xa cách với bố mẹ, mà là bây giờ con đã hơn 30 tuổi rồi, con muốn có nhiều không gian riêng tư hơn. Ở nhà cũng vậy mà, bố với mẹ con đâu cấm cản gì con. Có gì cứ phải khăng khăng đòi chuyển ra ngoài. Con làm như vậy, cả bố và mẹ con đều sẽ rất thất vọng. Bố à, chuyện này không nghiêm trọng như bố nghĩ. Con hy vọng bố có thể tôn trọng quyết định của con. Bố à, con thật sự có việc gấp. Có chuyện gì chúng ta nói sau đi. Bác sĩ Cố, xin lỗi anh, tôi đã cố gắng nói chuyện với họ để giữ lại căn nhà rồi. Kết quả chủ nhà nhất quyết không chịu. Tôi bảo anh ta chờ một lát nữa thôi là anh tới thôi. Kết quả vẫn không thể giữ được nhà cho anh. Thật xin lỗi anh. Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi đã tới muộn. Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn cái gì đó. Hay là chúng ta vào đó nói chuyện với môi giới thêm lần nữa, xem thử có căn nhà nào khác không. Nhà để tìm sao cũng được, nhưng sức khỏe là của chính mình. Thấy không cần đi chỗ khác xem thử nữa sao?
Cô càng làm như vậy tôi lại càng thấy có lỗi đấy. Đi thôi. Bác sĩ Cố, hôm nay anh làm sao vậy? Không ngờ anh lại đưa tôi đi ăn lẩu đấy. Hiếm khi ăn một lần, thức ăn đúng chính là được. Quan trọng là cô thích ăn mà. Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé. Nhưng mà đúng là lẩu ăn ngon hơn cháo mà. Tôi chọn đây. Đừng khách sáo nhé, bác sĩ Cố. Dù sao bữa này cũng là anh mời, ăn nhiều một chút. Đây là cuốn họng, anh không ăn à? Cuốn họng? Nhưng đó không phải là cổ họng hay thực quản của bất kỳ con vật nào cả, mà đó là cuốn tim của lợn. Cũng chính là lớp màng mỏng bao bọc phía trên động mạch chủ. Cô dịch cái này đi. Đây là hồi tràng, chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn. Cái mà mang theo cái túi rủ xuống đây là kết tràng. Xin lỗi cô, tôi không có ý muốn nói đâu. Chẳng qua là nhìn thấy mấy thứ này, cho nên tôi bất giác nghĩ tới cảnh tượng rút phẫu thuật. Vậy thì, biết trước chúng ta đã không tới đây rồi. Có tới đây thì anh cũng không ăn nổi, anh cũng đâu thể chỉ uống nước được. Anh chưa bao giờ ăn lẩu à? Vậy chẳng phải là mất đi rất nhiều niềm vui cuộc đời sao? Cái này đi, anh nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, tôi sẽ không chọc anh đâu. Bao lên đào. Tốt lắm. Đừng mở ra đấy. Sau đây, thời khắc chứng kiến kỳ tích tới rồi. Há miệng ra đào. Há ra đi. Thế nào? Cực kỳ ngon đúng không? Ngon không hả? Anh nhắm mắt ăn lẩu, như vậy sẽ không bị liên tưởng tới ký ức nữa rồi. Có phải anh có cảm giác như thể cánh cửa của thế giới mới đã đột ngột bị mở ra không? Đây là cách giải quyết mà tôi nghĩ ra giúp anh đấy nhé. Sau này anh có thể nhắm mắt để ăn lẩu rồi. Anh sẽ không để lỡ mất bất cứ món ngon nào trên đời nữa. Tuyệt đối không cần cảm ơn tôi. Ok rồi. Cũng được. Anh ăn đi. Ăn đi. Trả anh, trả anh, trả anh. Ăn đi. Ăn nhiều vào nhé. Bác sĩ Cố, tôi về tới nhà rồi, hôm nay rất vui. Lần sau chúng ta lại cùng ăn lẩu nhé. Chuyện thuê nhà anh cũng đừng đản lòng, tôi vẫn sẽ tìm tiếp cho anh. Lâm Chi Hiệu, không được để sắc đẹp làm mê hoặc dễ dàng như vậy. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Không được tin vào cái câu tình yêu sát đánh quỷ quái kia. Lâm Chi Hiệu, tỉnh táo lại đi.
Anh có còn lời cúng nguyện mà em biết nữa không? Anh đừng bảo anh bị ma dập rồi nhé. Không ngờ anh lại đi ăn lẩu. Anh còn không gọi em đi cùng. Chắc chắn có vấn đề. Anh để cho em quan sát kỹ thêm, để xem có chứng cứ nào khác hay không nào. Sao hả? Có phải là cậu muốn trải nghiệm cảm giác mệt như chó không hả? Hiểu hiểu, ăn cơm thôi. Lâm Chi Hiệu, con có thể ăn cơm tử tế không? Con đã ăn tử tế đây mà. Vậy xương đó đâu rồi? Trong miệng dài cái gì đấy? Vẫn còn thịt mà. Bà nhìn con gái mà đi, hơn 20 mấy tuổi đầu rồi mà còn không lớn nổi. Con trai và chị Trương ở nhà bên hơn đó có mấy tuổi thôi. Vậy bà đã di cư tới Bắc Kinh, thành gia lập nghiệp rồi. Thế nào gọi là con gái tôi? Không liên quan tới ông hả? Con trai của cô Trương trông xấu bỏ xừ, sao bố không nói chứ? Lại còn suốt ngày nói cái gì, ăn không nói chuyện, ngủ phải yên tĩnh, không chơi tiêu chuẩn kép dạy da, cứ suốt ngày dìm con thôi. Tôi nghe chị Trương nói rồi, con trai chị ấy muốn đón chị ấy tới Bắc Kinh sống luôn. Đến khi nào thì mẹ được hưởng phúc của Hiệu Hiệu và chúng ta chị? Có phải là mẹ nghĩ hơi sớm không? Là bà nghĩ hơi nhiều. Suốt ngày coi thường con. Đời người đã biết trước được chuyện gì ạ? Biết đâu được giờ thì sao? Giờ nãy mẹ nói là cô Trương sắp tới Bắc Kinh sống ạ? Sao bà cười ngớ ngẩn thế hả? Tốt mà. Hiệu Hiệu, vào đi. Càng lớn lại càng xinh. Dạ đâu có ạ. Cứ xem thoải mái nha. Dân ạ. Đây là bếp, phòng khách. Đây là phòng đọc sách ạ. Đúng vậy. Cháu có thể vào trong xem không ạ? Được. Có sẵn hết rồi. Chỉ việc xách đồ vào ở thôi. Tốt thật đấy ạ. Hiệu Hiệu, mẹ chẳng nói với cháu rồi đúng không? Nói rồi ạ. Thế ngày kia cô phải đi rồi. Căn nhà này cô cũng đã trao trên trang bất động sản rồi. Cô để số điện thoại của mẹ cháu đấy. Đưa cả chìa khóa này cho mẹ cháu luôn. Sau này đừng giờ hết cho mọi người. Nếu cháu có bạn bè muốn thuê, vậy đương nhiên không thành vấn đề. Mọi người cứ trao đổi hộ cô luôn. Lại còn tiết kiệm được tiền môi giới. Dạ được, dạ được. Hiệu Hiệu này, lát nữa cô còn có việc, cháu cứ xem thoải mái. Cô đi trước đây. Dạ dạ. Tạm biệt cô. Tôi không thích kết cấu của căn nhà này cho lắm. Đón sáng và thông gió đều bình thường, dễ sinh ra vi khuẩn. Những thứ này đều là đồ dùng mà người khác đã dùng rồi, tôi không quen dùng thôi. Thế nào hả? Có lý lẽ, có căn cứ khiến người ta tin tưởng. Nhìn thôi mà mình cũng muốn dọn vào ở. Thật à? Cậu có cảm giác đó sao? Thật mà.
Làm phiền cậu, lát nữa gửi cho mình một bản in như vậy. Mình cũng muốn làm cho quán cà phê của bọn mình một kế hoạch tiếp thị như vậy. Không thành vấn đề. Hiểu hiểu. Mình thấy ngay cả lúc thi đại học cậu cũng không nghiêm túc thế này đâu. Tâm trí của cậu không tập trung vào việc học mà dùng hết cho bác sĩ Cố rồi. Điều này chứng tỏ cái gì hả? Chứng tỏ mình đang vì bố mình mới cố gắng đi lấy lòng bác sĩ điều trị của ông ấy. Chứng tỏ mình là cô con gái hiếu thảo hiếm có khó tìm. Còn lâu đi nhé, cậu cứ lừa dối bản thân đi. Nói cái gì vậy hả? Mình phải thêm một dòng ưu điểm nữa. Có thể làm hàng xóm với thiếu nữ xinh đẹp số 1 trong trang phục truyền thống. Đã xong. Được. Bây giờ có thể gửi cho bác sĩ Cố rồi. Nhưng mà hình như file có dung lượng hơi lớn. Nếu mình gửi qua WeChat cho anh ấy, có phải là xóa đi mấy cái ảnh thì mới có thể gửi được không? Đừng xóa mà. Làm công phu vậy rồi sao lại xóa đi? Cậu cứ nghe mình lát nữa để in đó ra. Ngày mai giao tận tay bác sĩ Cố. Cậu nói vậy có hơi lộ liễu rồi đấy. Thế cái phương án của cậu thì không lộ liễu hả? Mình nói lại lần nữa nhé. Mình làm phương án này là vì thầy Lâm. Thầy Lâm hiểu chưa hả? Rồi là vì thầy Lâm. Cậu đưa tận tay cho anh ta không phải càng có thành ý hơn sao? Nghe cậu nói hình như cũng hơi có lý nhỉ. Được thôi. Thật là chịu cậu luôn. Bác sĩ Cố nhìn thấy cái này đã hài lòng chưa nhỉ? Cái này không cần xem đâu, mình giỏi không? Được rồi. Hôm nào bác sĩ cũng rất mệt, cho nên xong rồi đấy. Uống trà đi. Uống trà. Tiểu Hy à, bây giờ cũng không hiểu nổi cố nguyện nữa rồi. Khuyên thế nào cũng nhất quyết rồi dọn ra ngoài ở. Rốt cuộc là cô với chú đối xử với nó không tốt chỗ nào chứ? Cô à, cố nguyện vẫn luôn rất hiếu thuận. Có lẽ lần này anh ấy chưa nghĩ thấu được ngay thôi. Cô chú không nói được nó nữa rồi. Cháu biết cô chú cũng chỉ là lo cho anh ấy. Công việc của anh ấy bận như vậy lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu ở trong nhà thì cô chú còn có thể chăm sóc được đúng không ạ? Cháu thấy đấy, chỉ có cháu là hiểu chuyện. Từ nhỏ cố nguyện đã rất nghe lời, rất ngoan. Bây giờ mà so với cháu thì kém xa. Ngay cả cháu cũng hiểu được cho nỗi lòng của người làm mẹ như cô. Cháu nói xem sau đó lại không hiểu cơ chứ. Cháu nói xem cô có chạnh lòng hay không. Cô à, cô đừng buồn. Chắc chắn cố nguyện sẽ hiểu cho tấm lòng của cô. Tiểu Huy, cháu có thể khuyên nói giúp cô không? Đừng có dọn ra ngoài. Cô à, con người cố nguyện thế nào cô cũng hiểu mà. Anh ấy là người có tư duy độc lập, có chính kiến. Nếu chúng ta đều khuyên anh ấy lại không chịu nghe đâu. Thế cháu nói xem phải làm sao giờ? Cũng đâu thể cho nó dọn ra ngoài như thế được. Thật ra cháu có một cách chưa biết chừng. Có thể dùng cách đi đường vòng. Cách đi đường vòng. Tức là sao? Alo, xin chào. Alo, anh Cố, chào anh. Tôi là người môi giới nhà đất của bên bất động sản Ái Quốc. Đồng nghiệp của tôi có cho tôi số của anh. Xin hỏi anh có muốn tìm nhà nữa không? Tôi vẫn đang tìm. Chuyện là thế này, tôi ấy, chỗ tôi có căn nhà này. Bất kể là vị trí, phương hướng, nội thất hay là giá cả, đều cực kỳ phù hợp với yêu cầu của anh. Nếu anh thấy hứng thú thì ngày mai chúng ta có thể hẹn thời gian để cùng xem nhà không? Được, không thành vấn đề. Tốt quá. Vậy ngày mai tôi sẽ gọi điện cho anh. Được, cảm ơn anh. Treo sai rồi. Chỗ này được không? Lên trên một chút. Lên trên một chút. Thế này à? Em không cần cho lên vậy đâu.
Thế này thì sao? Nghiêng thêm chút. Gắm chuẩn ô thứ ba. Đúng. Ô thứ ba. Thế này. Cao như vậy. Hạ thấp xuống một chút. Đúng. Xuống thấp một chút. Thế này. Thế này được chưa? Đúng. Thế này thì sao? Nghiêng quá. Quá. Anh coi tôi như cu li để bóc lột hả? Cùng giao treo. Anh còn uống nước nữa. Cả ngày hôm nay tôi còn chưa uống giọt nước nào. Anh làm đi. Đỡ giúp anh phía dưới, được không? Thế này à? Cũng được đấy. Cái bảng đèn nhỏ này cũng đẹp đấy nhỉ. Cái này cho em tìm được à? Thế nào? Giỏi thật đấy. Cố Tiêu, anh quấn lấy tôi làm gì? Anh quấn tôi làm cái gì hả? Anh đâu có quấn em. Sao anh không quấn tôi chứ? Anh cởi ra cho tôi. Anh có cởi không? Cởi ra đi. Anh có cởi không? Cởi cho em. Sao vậy hả? Anh buông tôi ra. Sao vậy hả? Anh có buông không? Không buông. Sao lại có người vậy? Anh... Đúng. Được đấy. Tốt đấy, làm tốt đấy. Anh còn hôn tôi, rung động mất rồi. Lập chi hiệu. Alo bác sĩ Cố, bạn Tiểu Lâm. Anh là bác sĩ Tiểu Đỗ hả? Là tôi đây. Cô thất vọng lắm à? Đâu có. Chỉ là vừa hay tôi muốn tìm bác sĩ Cố để nói chuyện này. Bác sĩ Cố, anh ấy làm phẫu thuật cả ngày, đi ngủ mất rồi. Cô có việc gì thì có thể nói với tôi. Chờ sáng ngày mai tôi chuyển lời giúp cô. Không có gì đâu, cũng không phải chuyện gì gấp gáp. Cảm ơn bác sĩ Tiểu Đỗ. Để ngày mai tôi nói chuyện với bác sĩ Cố vậy. Được. Vâng, tạm biệt. Phương án thuê nhà. Anh xem đi. Đây là phòng ngủ phụ. Nó bé hơn phòng ngủ chính một chút. Anh xem, bên này là nhà vệ sinh. Đằng trước bên đây là nhà bếp. Không gian căn bếp cũng rất rộng. Bên này đều là tủ đựng đồ. Những thứ ở trong này là do chủ nhà trước để lại. Nếu anh thích thì có thể giữ lại. Nếu không thích thì hôm nào tôi gọi người tới dọn đi. Anh xem, bên đây là phòng ăn. Phòng ăn này có không gian độc lập. Bình thường anh có rảnh có thể mời bạn bè tới tổ chức ăn uống, vui vẻ một chút. Khu nội trú. Cho tôi xem bệnh án của giường bệnh số 28. Dạ được, cảm ơn. Số 42 thay băng. Bác sĩ Cao. Chờ đã. Cô đi tìm Cố Nguyễn à? Nếu là về chuyện tìm nhà
thì tôi đề nghị cô đừng đi nữa. Anh ấy quyết định dọn tới nhà tôi rồi. Bác sĩ Cố dọn tới nhà cô. Anh ấy, chắc là tôi nói chưa rõ rồi. Ý của tôi là anh ấy đã quyết định chọn tới căn nhà cũ của nhà tôi. Vừa hay cũng để không, bạn tôi đưa anh ấy đi xem trước rồi. Đây đều là cửa sổ sát đất, đón sáng cũng cực kỳ tốt. Đúng là đón sáng khá tốt. Cũng tốt. Vậy thế này đi, bạn Tiểu Lâm, chờ một thời gian nữa căn nhà được sửa sang lại xong, tôi và Cố Nguyệt sẽ chiêu đãi cô. Không cần đâu bác sĩ Cao, bình thường tôi cũng khá bận, lúc đó chắc chắn không rảnh. Tôi đi trước đây. Lâm Chi Hiệu, mày đúng là một kẻ ảo tưởng gốc gác. Tam Tam, anh ấy không thích mình, mình cũng không thích anh ấy. Môi giới nhà đất. Xin lỗi anh nhé, đây là do chủ nhà yêu cầu. Bởi vì phòng khách này mới được sửa chữa gần đây, chủ nhà muốn được xem qua. Tôi phản hồi lại cho chủ nhà ấy mà. Anh đừng để ý nhé. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin vui lòng gọi lại sau. Tiểu Đỗ nói là cô tới tìm tôi, sao vậy? Alo, là Cố Nguyệt hả? Cô là ai? Làm phiền anh tới gặp tôi một lát. Thật sự là tôi rất ít khi nhìn chồng bà. Số cuộc anh nghĩ thế nào về hiệu hiệu và chúng tôi hả? Anh với cô bác sĩ đó rốt cuộc có quan hệ gì? Anh định bắt cá hai tay đấy à? Cô có ý gì? Nếu mà anh đã có quan hệ không rõ ràng với cô bác sĩ đó, vậy anh cần tới trêu chọc hiệu hiệu và chúng tôi làm gì hả? Tôi nói cho anh biết, người chị em của tôi không ai có thể bắt đạt được hết. Câm miệng. Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Suốt ngày hôm nay Lâm Chi Hiệu đều không nghe điện thoại của tôi. Tôi rất muốn hỏi cô ấy, rốt cuộc thì cô ấy làm sao? Hiệu Hiệu đi tìm nhà cho anh, không ưng ý anh cũng không sao. Nhưng anh chẳng giải thích lấy một câu để người ta làm mất công cả buổi. Mới đó anh đã chuẩn bị chọn tới nhà cô bác sĩ kia ở. Anh có biết là Hiệu Hiệu đã tốn bao nhiêu công sức vì anh không? Anh không biết trân trọng. Hạ quả, hạ quả. Anh cực kỳ ưa sạch sẽ. Ưu điểm: 1. Giá thuê nhà rẻ. 2. Hàng xóm thân thiện, hòa đồng. 3. Gần bệnh viện. 4. Kết cấu hợp lý, đón sáng tốt. Anh không biết đường gọi tiếp cho tôi sao?
Alo, đi xem thế nào rồi? Anh đã ký hợp đồng rồi chứ? Đừng nhắc tới nữa, không ký. Có chuyện gì vậy? Cũng không biết anh ta làm sao nữa. Ban nãy anh ta gọi điện thoại cho tôi, nói là đã thuê được căn nhà khác rồi. Được, tôi biết rồi. Căn nhà của cô Trương ở bên cạnh cho thuê rồi ạ. Chuyện lúc nào vậy? Bác sĩ Cố gọi điện cho mẹ, nói là muốn thuê một căn nhà trong khu chúng ta. Cậu ấy nhờ mẹ tìm giúp. Mẹ thấy đúng lúc quá. Chào buổi sáng cô hàng xóm. Chào buổi sáng anh hàng xóm. Tôi không có chuyện gì khác cả. Tôi chỉ muốn chào anh một tiếng thôi. Cũng khá tốt. Tạm biệt. Chào buổi sáng cô Lý. Bác sĩ Cố, chào buổi sáng. Đúng rồi. Nếu tối cậu có rảnh thì qua nhà chúng tôi ăn bữa cơm nhé. Coi như là chúng tôi chào đón cậu. Thế nào, vậy không hay lắm thì phải. Làm phiền cô quá. Đâu ra chứ, vốn dĩ cậu chính là bác sĩ của lão Lâm nhà chúng tôi. Chưa kể bây giờ chúng ta cũng đã là hàng xóm rồi. Sau này chắc chắn còn qua lại giúp đỡ nhau nhiều đấy. Cháu cũng muốn xem tình hình hồi phục của chú Lâm. Vậy thì tốt quá, cứ quyết định thế nhé. Tối nay gặp, tối nay gặp. Chú Lâm trà ngon đấy ạ. Một lát nữa pha xong vẫn còn thơm đấy. Hiệu Hiệu, đứng ngay ra đó làm gì? Mau bê thức ăn lên đi. Trà này tôi vẫn luôn không đỡ uống. Nhưng bây giờ ấy à, xem chừng tôi cũng chẳng uống được nữa rồi. Đúng ạ, với bệnh dạ dày thì uống nhiều nước ấm tốt hơn ạ. Nước đun sôi. Đào bác sĩ Đỗ, cảm ơn chú Lâm. Không cần khách sáo. Đào bác sĩ Cố, ăn cơm thôi Đào. Qua đây, qua đây bác sĩ Cố. Bao qua đây ngồi đi. Dạ. Bao Đào lão Lâm, ông mời một câu đi. Đào Đào. Bác sĩ Cố. Đào, cậu cũng ngồi đây. Chú Lâm, chú cứ để cháu. Được, ngồi đi. Đào bác sĩ Cố, đếm thử tay nghề của tôi đi. Đều là mấy món thường ngày thôi. Ngồi đi, ngồi đi. Dân ạ. Cô Lý à, thịnh soạn quá. Đào, đừng có khách sáo, để tôi gấp cho cậu. Cảm ơn cô. Không biết cậu thích ăn gì. Thấy cháu cũng không khách sáo ạ. Bảo ăn đi. Thế nào? Ngon lắm ạ. Cậu thích ăn là tốt rồi. Đúng rồi bác sĩ Cố. Sao cậu lại nghĩ tới chuyện dọn tới chỗ chúng tôi vậy? Đúng đó. Nhà cửa chỗ chúng tôi có điểm nào đã thu hút được anh vậy? Có thể làm hàng xóm với thiếu nữ xinh đẹp số 1 trong trang phục truyền thống. Giá thuê rẻ, cũng khá gần bệnh viện. Vậy thì những căn nhà phù hợp với điều kiện đó chắc cũng có khá nhiều mà. Anh không có lựa chọn nào khác sao?
Đúng là có một sự lựa chọn khác, nhưng đó là căn nhà do bố mẹ tôi tìm giúp, là căn nhà cũ của bạn bố mẹ tôi. Sống ở đó không quá tiện. Chỉ vì lý do đó thôi sao? Đúng, chỉ vì lý do đó thôi. Đừng chỉ bãi nói chuyện suốt thế. Thức ăn nguội hết rồi, mau ăn đi. Được rồi, ăn thôi. Cậu dọn qua đây có phải có rất nhiều thứ vẫn chưa mua đúng không? Có phải là cậu vẫn chưa có thời gian đi dạo quanh đây không? Đúng là cháu chưa có thời gian. Thế thì đơn giản, Hiệu Hiệu và chúng ta cực kỳ thông thạo khu này. Để chút nữa ăn cơm xong, con đưa bác sĩ Cố ra ngoài đi dạo. Hàng xóm quanh đây đều cực kỳ thích con bé. Con bé ra mua con cá thôi, mà lúc về còn có thể mang thêm mấy ký hành về. Vậy à, được ạ, cháu cảm ơn cô. Vậy thì Lâm Chi Hiệu, lát nữa phiền cô rồi. Được thôi, được thôi. Lâm Chi Hiệu, con có khỏe à? Dạ đâu có. Thế làm sao cứ uống éo dặn dẹo vậy? Ăn cho tử tế. Đâu có uống éo à? Bác sĩ Cố, ăn cơm thôi. Dạ dạ. Bà Lý, mẹ ăn nhiều vào. Thầy Lâm, giữ gìn sức khỏe. Bác sĩ Cố, anh cũng ăn nhiều vào. Con cũng mau ăn đi. Hãy phát huy khả năng ăn thuận uống dại mọi khi của con ấy. Đâu có ạ. Bình thường con đâu có ăn thuận uống dại đâu. Con vẫn luôn thế này mà. Giúp Lê bên này. Lâm Chi Hiệu, cô thấy đôi nào được? Đây là chuyện của anh mà. Anh thích đôi nào thì mua đôi ấy thôi. Anh thích mấy kiểu màu hồng thế này sao? Thế sau này cô không định qua nhà tôi chơi à? Ý của anh là đôi này mua cho tôi. Chờ đã, vậy tôi có thể đổi lấy đôi này không? Tôi thích hình con vịt vàng đó, trông nó dễ thương. Hôm qua cô bạn Tam Tam của cô đưa cho tôi một bản phương án thuê nhà, không biết là do ai làm. Làm rất đặc sắc, xúc động lòng người, khiến tôi cảm thấy nếu không tới đây ở là sự tổn thất to lớn của tôi. Là tôi làm đấy, thiếu nữ xinh đẹp số 1 trong trang phục truyền thống. Bên kia vẫn còn, anh có muốn qua đó xem không? Bác sĩ Cố, trong này chỉ có mỗi một đồ dùng thiết yếu. Hơn nữa màu sắc anh chọn ấy, nhìn lâu sẽ khiến người ta thấy áp lực. Trang trí vào rồi, trông có khác gì với phòng trực đâu chứ? Đương nhiên có khác, không trang trọng hơn một chút. Thật đúng là thiếu đi niềm vui sướng của cuộc sống. Có lẽ là vì bố mẹ tôi đều là bác sĩ, bản thân tôi cũng thế nên quen với cuộc sống như vậy rồi, không quá để tâm tới những điều này. Cho nên mới nói anh không được nhiều người thích như tôi, không có thẩm mỹ tuyệt vời như tôi. Được, việc trang trí nhà cửa đành chờ cả nhà bạn Tiểu Lâm nhé. Yên tâm, cứ để cho tôi. Anh cảm thấy trong hai kiểu này kiểu nào đẹp hơn? Sọc xắn có được không? Bởi vì tôi thấy việc thay đổi cũng cần thêm một quá trình. Anh nói rất đúng. Vậy lấy cái này. Thay đổi bất ngờ từ bây giờ. Còn cả cái cốc có quai này nữa. Tôi thấy hình hoạt hình rất hợp với anh đó. Rất hợp với tôi sao? Đằng trước chứ còn nữa đấy.
snack khoai tây mà tôi thích ăn nhất. Tôi muốn lấy cái này. Snack không được, quá nhiều dụng, rơi vào trong kẽ sofa rất khó dọn. Tôi cũng đồ ăn trong nhà anh, tôi sẽ mang về nhà tôi ăn. Ở đâu cũng giống nhau. Giờ đã mới đói anh xong. Cuộc sống thiếu niềm vui. Được, tôi chịu anh rồi, quá đỉnh. Bác sĩ Cố, anh nhìn đây. Lâm Chi Hiệu, mấy thứ này cô mua lúc nào vậy? Nhân lúc anh không để ý thì tôi mua thôi. Bất ngờ không? Ai xem, nói không nên lời rồi đúng không? Đừng cảm ơn tôi vội. Bác sĩ Cố, anh giúp tôi bật cái công tắc kia đi, để tôi xem thử cái đèn này có sáng không. Cô đi xuống trước đi, đứng cao vậy nguy hiểm lắm. Không sao, thế này không nguy hiểm đâu. Mau lên đi. Nhìn đẹp không? Là một người cũng sở hữu bộ đèn cùng kiểu, tôi có thể lấy nhân cách của mình ra đảm bảo bộ đèn này sẽ càng phù hợp không khí hơn khi tới lễ Giáng sinh. Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh an lành và chúc mừng năm mới. Được rồi, đi xuống trước đã, lát nữa tôi sẽ lắp. Cảm ơn. Ờ thì cô có khác không? Tôi đã rót cốc nước cho cô. Được thôi. Cô muốn uống cái gì? Cái gì cũng được. Coca, nước cam đều được. Chỗ tôi chỉ có nước trắng, lạnh hoặc là nguội. Vậy nước lạnh đi. Nhưng với tình hình sức khỏe của cô thì uống nước nguội tốt hơn. Đều được hết, tôi xin nghe bác sĩ Cố. Được, để tôi rót cho cô. Cảm ơn. Để tôi rót thêm cốc nữa cho cô. Hay là tôi rót cho anh thêm ít nữa. Hết rồi. Ờ thì tôi đi lắp đèn vậy. Để tôi giúp anh, bác sĩ Cố. Thank you.
余生证明，只给你最好看的风景，只给你我最大的偏心。认真的说，我的女孩，我想让别人，我想让他们羡慕你。